Hi, chào mọi người. Trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xem thông báo trên ứng dụng Bybit, thông báo về sự kiện, thông báo về những cái đồng coin chuẩn bị list trên Bybit. Thì để mà xem cái thông báo trên ứng dụng Bybit, đầu tiên mọi người mở ứng dụng Bybit lên. Để mở ứng dụng Bybit. Rồi ở cái mục mà cái tab đầu tiên, cái trang chủ á, thì mọi người click vô cái ba gạch ở trên này nè. Ngay chỗ dưới chỗ BTC, ETH, Bit á, nó có cái ba gạch bên tay phải này, mình click vô ba gạch này. Thì ở đây nó có tất cả các thông báo về sự kiện, thông báo về list những cái đồng coin. Nếu mà mọi người chỉ muốn xem thông báo của những cái đồng coin mới list thôi á, thì các bạn click vô là listing mới nè. Đó, listing mới này, có những cái đồng coin chuẩn bị list này. Ví dụ như đồng này chuẩn bị list lên này, Arbiter này. Đó, mình click vô để mình xem chi tiết. Thì cái đồng này chuẩn bị list lúc 19 giờ nè, ngày 18 tháng 10 năm 2022 giờ Việt Nam nè. Đó, thì đây nó có thông báo chi tiết luôn. Còn ví dụ đây vừa ra mắt 6 cặp giao dịch mới nè. Đó, thì mình click vô để mình xem. Hoặc ở đây listing cái đồng GK này, USDT này. Hoặc là Bayward phần 7 nè, bot giao dịch trên Bybit nè. Còn nếu mà mọi người chỉ muốn xem thông báo của sự kiện mới nhất thì mình click vô một sự kiện này. Đó, thì ở đây có những cái sự kiện nó tổ chức trên Bybit và thông báo ở đây. Còn thông báo cập nhật sản phẩm này, hoặc là những ngoài ra còn có cái thông báo khác này. Còn nếu mà tất cả thì nó list tất cả những cái vừa listing những đồng coin mới, sự kiện mới, cập nhật mới thì nó dồn hết vô này. Còn nếu mà mọi người muốn xem riêng á thì mình xem bên mấy cái tab này. Đó. Thì hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cách xem thông báo những cái sự kiện cũng như những cái đồng coin mới chuẩn bị leak trên Bybit. Hy vọng video giúp ích nhiều cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.